Tổng hợp bút gel phù hợp khi đi thi nè. Bạn Josh này khá lạ nhưng tổng hòa được tất cả các ưu điểm cần khi đi thi như viết mượt, mau khô, có đệm tay. Quan trọng là rẻ hơn rất nhiều so với những cây còn lại. Các cô mặc dù không có đệm tay nhưng mà thân bút khá mập, nhám nữa nên tì ngón vào tốt. Bút viết mượt mà và dù là bút bấm thì ngòi cũng không có bị rung rinh như bút lõm. Muji thì nổi tiếng khỏi nói rồi ha. Nghe các bạn đồn là rớt lên rớt xuống cũng không có bị tắc mực luôn á. Riêng đi thi thì các bạn nên chọn ngòi 0.5 thay vì 0.38 để có thể viết nhanh hơn nha. Sarasa Clip bán rất nhiều trong nhà sách. Phần kẹp này có thể kẹp vào túi áo cho đỡ quên nè. Viết cực kỳ êm và nhanh luôn. Mực khô cũng nhanh nữa. Đúng là tiền nào của đó luôn á. Em nghe Sarasa là Bentel Energel. Tuy nhiên ngòi Energel nó dài ra chứ không phải hình nón, phù hợp để gò chữ và cho ra nét chính xác hơn. Ruột của Sarasa và Bentel thay cho nhau được á. Giờ mình test thử độ nhanh khô của những cây này nha. Mình sẽ cho các bút cùng lúc viết lên giấy, bấm ngược 3 giây nè rồi chà tay qua. Kết quả các cô giải khuyến khích, Josh hơi nhè một tí còn ba cây kia khô queo luôn, giúp hạn chế lem nhem bài thi. Các bạn biết bút nước nào ok nữa thì cho mọi người cùng viết với nha.